Tấm bánh nghĩa tình, chương trình thiện nguyện thường niên với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên tại thủ đô vừa tiếp tục được tổ chức trước thềm năm mới. Bước vào năm thứ 6, lần này hơn 1.000 chiếc bánh chưng của các bạn trẻ tự tay gói sẽ được gửi tới các cơ sở bảo trợ xã hội. Những chiếc bánh chưng nghĩa tình vừa đến với Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Em Khuyết tật Hà Nội. Tấm bánh trông giản đơn, nhưng mang trong đó tấm lòng của mỗi người trẻ này, gửi tới các em nhỏ kém may mắn. Tiết trời se lạnh, nhưng trong lòng mỗi người ở đây lại vô cùng ấm áp. Thực sự các bạn sinh viên đã có những cái tấm lòng rộng mở và hướng về cộng đồng, giúp những trẻ em thiệt thòi, tôi cho là những cái có tình người, tính nhân văn rất cao cả. Hơn 5 năm qua, tấm bánh nghĩa tình của sinh viên đã đến với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già neo đơn, các trung tâm bảo trợ xã hội. Mỗi dịp Tết đến xuân sang, các thế hệ sinh viên tiếp nối, truyền lửa cho nhau, gói những chiếc bánh, gói tấm chân tình của tuổi trẻ. Thật ra thì là em là con trai thì cũng không khéo tay lắm. Tuy nhiên là khi nghe đến cái ý nghĩa của chương trình thì em cùng các bạn cũng đã cố gắng hết sức để có thể làm được cái bánh chưng hoàn hảo nhất để mang đến cho những người nghèo, những hoàn cảnh bất hạnh một cái Tết ấm áp trọn vẹn nhất. Tấm bánh nhỏ giúp tất cả mọi người ấm lòng hơn, mang nhiệt huyết sinh viên sẻ chia hướng tới cộng đồng xã hội. Đó hẳn là bài học quý giá nhất mà mỗi sinh viên này học được hôm nay.